Chị Trịch. Đọc lại, quên mở vô liền. Vô. Bản tin sân khấu và điện ảnh đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị liên quan đến tài tử Squid Game đã lập nên lịch sử tại Emmy. Tài tử người Nam Hàn Lee Jong Jae cùng với phim đoàn của bộ phim Squid Game đã thắng nhiều hạng mục quan trọng tại lễ trao giải Emmy 2022. Theo The New York Times, trong lễ trao giải vào ngày 13 tháng 9, Lee Jong Jae nhận danh hiệu nam chính xuất sắc và trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử Emmy chiến thắng hạng mục này nhờ một series không dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Nhà làm phim Hwang Dong-hyuk, người trực tiếp viết kịch bản Squid Game, được vinh danh ở hạng mục đạo diễn. Tuy nhiên, series Nam Hàn đã chịu thua Succession của HBO trong hạng mục phim chính kịch dài tập xuất sắc. Squid Game có 14 đề cử tại mùa Emmy năm nay và thắng tổng cộng là 4 giải. Hai trong số đó thuộc ban kỹ thuật làm phim, được trao tại sự kiện Creative Art Emmy vào hồi đầu tháng. Park Hong-soo và Oh Young-soo được đề cử trong các hạng mục diễn viên phụ nhưng không thắng giải. Bộ phim truyền hình của Nam Hàn gây chú ý tại mùa giải thưởng ở Hoa Kỳ trong năm qua. Tác phẩm có tên trong các hạng mục lớn như là SAS, Quả Cầu Vàng và Primetime Emmy. Squid Game cũng thắng giải series đáng xem ở Golden Award và People's Choice Award, giải series tiếng nước ngoài ở Critics' Choice Award. Diễn viên Hong Dong-hyuk cho biết đang tập trung sản xuất cho phần 2. Nhân vật Gi-hun sẽ quay trở lại, anh ấy sẽ làm một điều gì đó cho cả thế giới này, nhà làm phim Nam Hàn đã nói với AP. Cũng vẫn liên quan tới phim của Nam Hàn thì người Nam Hàn cổ vũ sau khi Squid Game nhận giải Emmy lịch sử. Người Nam Hàn đã hò reo sau khi bộ phim truyền hình Squid Game của Netflix giành chiến thắng lịch sử tại lễ trao giải của Emmy. Những người dân tại một nhà ga xe lửa ở Seoul đang xem tin tức được phát trên màn truyền hình TV. Lee Jong-jae đã giành được giải thưởng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình, trong khi Hwang Dong-hyuk thì nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất. Chiến thắng đầu tiên của những người tham gia từ một chương trình không phải tiếng Anh trong các hạng mục tương ứng của họ. Trong khi đó thì giải thưởng quan trọng nhất được công bố cuối cùng là phim chính kịch hay nhất lại thuộc về Succession của HBO và phim dài hay nhất thuộc về Ted Lasso của Apple TV Plus. Lễ trao giải truyền hình Emmy lần thứ 74 năm nay được cho là bình thường hơn so với hai lễ trao giải của năm 2020 và 2021 khi các quy định kiểm soát dịch COVID-19 còn được áp dụng gắt gao hơn bây giờ. Trước đó thì các nhà sản xuất cũng hứa hẹn lễ trao giải tại nhà hát Microsoft Theater của Los Angeles sẽ là một sự kiện vui vẻ, thoải mái và đầy tiếng cười. Giải thưởng Emmy 2022 vinh danh những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất được chiếu vào khung giờ vàng của Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 theo lựa chọn của Viện Truyền hình Nghệ thuật của Khoa học Los Angeles, viết tắt là ATAS. Phim về cuộc chiến chống dược phẩm gây hại đã thắng Sư Tử Vàng. Và kế tiếp là một bộ phim khác có tên Little Mermaid, giới thiệu tạo hình nàng tiên cá do diễn viên Halle Berry thủ vai. Tại sự kiện Disney D23 Expo hôm 9 tháng 9, nhà phát hành giới thiệu thức phim đầu tiên của dự án, tờ Little Mermaid phiên bản người đóng, đạo diễn Rob Marshall, từng thành danh với Chicago, nói vui mừng vì hãng quyết định sản xuất dự án theo hướng phim âm nhạc. Ông cũng cho biết là phim đoàn đặt mục tiêu cho ra đời một tác phẩm tôn vinh bản hoạt hình gốc, đồng thời cũng muốn tăng độ sâu sắc và mới mẻ cho câu chuyện phim. Toàn phim quảng bá mở đầu với khung cảnh vùng biển mênh mông vào buổi tối, từng cơn sóng vỗ, những rạn san hô, hàng loạt loại cá và những sinh vật biển bơi lượn tung tăng, tất cả làm nên một khung cảnh hùng vĩ nhưng bí ẩn. Sau đó nhân vật chính là Ariel xuất hiện với chiếc đuôi cá và mái tóc đỏ, tết theo kiểu dreadlock. Bên cạnh cô là chú cá Flounder thân thiết. Nhiều ý kiến khen ngợi Halle Berry khi hóa thân thành nàng tiên cá. Theo Variety thì khán giả tại Disney D23 Expo đã hò reo khi giọng hát của cô vang lên, hay lạnh xương sống. Một người đã hét lớn trong hội trường khi phim dạo kết thúc. Phim sau đó được đăng tải trên YouTube và thu hút gần nửa triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Dưới phần bình luận, nhiều người nói xúc động đến rơi nước mắt khi Berry kết lời: "Mọi thứ trông thật tuyệt vời. Tôi chỉ ước là tóc của nữ chính có màu đỏ tươi hơn để giống với bản gốc." Một tài khoản Estakick đã bình luận như trên. Và
kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành trong giờ phút vừa qua. Xin lỗi cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài, đặc biệt sự bảo trợ của IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng. Đặc biệt hơn với chương trình promotion qua số phone 714-892-5717, 866-303-1888. Và chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần vui vẻ và an lạc.